Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công lý là diễn viên hài, tòa xét xử công khai nhưng lại kín. Đã từ nhiều năm nay, người dân Việt Nam truyền miệng nhau câu nói Công lý Việt Nam chỉ là diễn viên hài. Quả thật, những điều diễn ra trước mắt buộc người dân phải buông câu nói đầy mỉa mai đến như vậy. Từ thời ông Hồ Chí Minh cho đến nay, tòa án của chế độ này là tòa án dùng để bảo vệ chế độ, chứ không phải bảo vệ công lý, bảo vệ nhân dân và lẽ phải. Nên mới có câu chuyện công lý là diễn viên hài. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2013, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết rằng tòa xử công khai nhưng kín. Ngay trong câu nói đã có đủ hai từ trái nghĩa là công khai và kín. Về bản chất, phiên tòa này được thông báo là xử công khai, nhưng khi người dân tham dự phiên tòa thì bị công an ngăn cản không cho vào. Cánh cổng tòa án cũng đóng kín, không lý do. Được biết, theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Bộ Luật Hành Chính đều có điều khoản quy định các phiên tòa được xét xử công khai, mọi công dân có quyền tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, phía công an không cho người dân tham dự thì cũng chẳng làm gì được. Tòa nói xử công khai nhưng cuối cùng đóng cửa xử kín với nhau. Song song với phiên tòa tùy tiện như vậy, theo một số luật sư, những phiên tòa được phán quyết bằng những loại án bỏ túi thường bị hạn chế người dân tham dự, bởi nếu có người dân giám sát thì những bản án chuyên trái với bằng chứng dễ dàng bị phơi bày ra trước công chúng, nên họ bất chấp. Dù phiên tòa được thông báo là xử công khai, nhưng họ cho xử kín. Có những phiên tòa buộc phải xử kín như những phiên tòa xâm hại tình dục hay liên quan đến bí mật quốc gia thì phải xử kín. Với những phiên tòa xử tội phạm thông thường thì không phải muốn xử kín là xử. Tuy nhiên, trong ngành tòa án Việt Nam hiện nay, họ không ngại ngùng gì khi thông báo xử kín cho một vụ án chẳng liên quan gì đến các tội phải xử kín. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Có ý kiến cho rằng những vụ xử án mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam xử những người bất đồng chính kiến, họ muốn xử kín hơn là xử công khai, mặc dù tội mà phía chính quyền quy kết cho người bất đồng chính kiến không thuộc loại tội phải xử kín. Đó là lý do họ xử kín blogger Nguyễn Đình Thắng vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Tòa án của Đảng Cộng sản Việt Nam xét xử kín với blogger Nguyễn Lân Thắng. Trước đây, chính quyền thông báo xử công khai, nhưng họ lại xử kín, thì ngày nay chính quyền thông báo luôn là xử kín. Nghĩa là họ không ngại ngùng những chỉ trích của xã hội cho rằng họ đã vi phạm luật tố tụng hình sự. Họ muốn vi phạm luật thì đã sao? Người dân làm gì được họ đây? Bởi từ lâu, chính quyền này tự cho mình rằng luật là tao, tao là luật. Họ muốn làm gì thì họ làm, việc luật quy định như thế nào không quan trọng với họ, mà quyết định của họ mới là luật thực sự. Trước đây, thời phong kiến, ngành tòa án không hề độc lập với ngành hành pháp, thì ngày nay chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam điều khiển cả ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trong khi đó, tại các nước dân chủ, ba nhánh quyền lực nhà nước độc lập với nhau. Ở khía cạnh này, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không khác gì chính quyền thời phong kiến. Sẽ không thể có những bản án công khai và công tâm với khách quan từ ngành tư pháp bị chỉ đạo bởi quyền lực trên cao của Đảng. Trong giáo dục với lịch sử, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phân loại hình thái xã hội theo nhiều tầng lớp từ thấp đến cao. Thấp nhất là Cộng sản Nguyên Thủy, rồi đến xã hội chiếm hữu nô lệ, đến xã hội phong kiến, tiếp theo là tư bản chủ nghĩa, cao hơn là xã hội chủ nghĩa, và cuối cùng là Cộng sản chủ nghĩa. Hình ảnh thường thấy hàng ngày trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, người dân chờ đợi năn nỉ bảo vệ cho vào tòa. Như vậy, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng mô hình xã hội chủ nghĩa mà họ đang theo đuổi tiến bộ hơn tư bản chủ nghĩa như Mỹ, Anh, Úc, v.v. Họ man dợ hơn hay tiến bộ hơn thì thực tế đã và đang chứng minh điều đó, không cần phải tranh cãi. Đối với một thể chế chính trị như Việt Nam thì sẽ không bao giờ đất nước này phát triển đến văn minh tiến bộ cho được. Đất nước không thể văn minh nếu nó chịu sự lãnh đạo của một chính quyền man dợ chỉ ngang bằng với thời phong kiến lạc hậu trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Công lý là diễn viên hài, tòa xét xử công khai nhưng lại kín. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tự cắn lưỡi ông Tổng đánh bầy chuột cống, vỡ nát bình kinh tế Việt Nam. Vào năm 2014, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng cần lấy được chức thế mạnh trước Nguyễn Tân Dũng, ông Trọng đã bắt đầu cho những trận diệt chuột. Chiến dịch này sau đấy được ông ví von là chiến dịch đốt lò. Ông Trọng đã từng nói rằng
phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Ý của ông Trọng không biết là cái ổn định nào, ổn định kinh tế hay ổn định chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam của ông. Phải nói rằng ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nói đánh chuột thì ông đánh thực sự. Chiến dịch đến nay đã gần 10 năm và rất nhiều chuột cống đã bị bắt, tạm giam và vào tù. Có người thì bị đánh trò ngã ngựa. Lời ông Nguyễn Phú Trọng, đánh chuột không để vỡ bình. Ngay cả chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không lường trước được hậu quả mà ông đã gây ra trong cả nước. Ông không hiểu được nguyên nhân vì sao mà đảng viên Đảng Cộng sản ngày nay ngày một thoái hóa đến nước như vậy. Nếu ai chỉ ra nguyên nhân chính là cái thể chế chính trị độc tài đảng trị do ông Hồ Chí Minh lập ra để cho những người như ông đang hưởng, chính nó sinh ra những lớp người tham ô như thế, thì có khi ông lại nói rằng họ phản động. Đạo đức cách mạng rồi đạo đức Hồ Chí Minh được truyền đạt trong mấy chục năm qua, nhưng đạo đức này cũng chỉ làm cho các quan chức thời nay xuống cấp hết sức nghiêm trọng. Thì làm sao chính quyền này trong sạch cho được? Chủ nghĩa Mác Lênin nói rằng vật chất quyết định ý thức kia mà. Cho nên đứng trước cơ hội dùng quyền để hái ra tiền chưa bao giờ dễ dàng như thời nay, thì làm sao họ không thỏ tay ra mà hái? Cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn ngây ngô cho rằng cá nhân sai nhưng đảng không sai, hoặc do con người sai chứ chủ nghĩa Mác Lênin không sai. Kiểu suy nghĩ bị đóng khung như thế nó dẫn đến kết quả là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có mắt cũng như mù. Đến tuổi gần đất xa trời như hiện nay, ông vẫn không nhận ra nguyên nhân sâu xa là gì cả. Nguyên nhân là cái gốc, kết quả là ngọn. Nếu cứ lò cắt ngọn thì vĩnh viễn không bao giờ dập được tham nhũng cả. Cái bình kinh tế của Việt Nam đang bị rạn nứt và vỡ toác. Chủ nghĩa Mác Lênin tạo ra thể chế chính trị này và chính thể chế chính trị này sinh ra quan tham. Bởi bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tham. Khi thời chiến họ tham quyền lực nên bất chấp sinh mạng người dân, họ gây nội chiến đẫm máu để thâu tóm đất nước. Khi đã thâu tóm hết Giang Sơn, tiếng súng chiến tranh đã hết thì họ lại tham tiền, tham tài sản. Họ đánh tư sản mại bản là để cướp lấy tài sản của nạn nhân. Họ đẩy dân đi kinh tế mới là để cướp nhà, cướp của nạn nhân. Khi nền kinh tế khá lên, họ tham tiền bất chấp đạo đức mà vơ vét được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ban đầu quan chức ăn một vài tỷ là lớn. Tuy nhiên cho đến nay quan chức ăn trăm tỷ, phá hàng ngàn tỷ lại tràn lan. Đến nỗi họ phân thành tham nhũng vặt và tham nhũng thường. Khi chủ thuyết Cộng sản là nguyên nhân để ra rừng quan tham, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng có nỗ lực cắt lá cây đến đâu cũng không bao giờ triệt nổi cái rừng này. Bằng chứng là lò công trọng dù đốt bao nhiêu cũng không xuể. Càng đốt tham nhũng càng trào lên nhiều hơn trước. Hậu quả của việc diệt chuột của ông Trọng không hề làm sạch Đảng Cộng sản, nhưng nó lại đưa đến hậu quả là kinh tế khốn cùng. Bởi một khi quan chức Cộng sản thấy sợ thì họ sẽ cấm mặc dù họ có làm đúng đi chăng nữa. Chẳng ai muốn làm việc hay ký kết hợp đồng hợp tác. Và như vậy thì các doanh nghiệp cũng không hoạt động. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng như hớt lá ngọn cây. Vậy câu nói đánh chuột không để vỡ bình của Nguyễn Phú Trọng xem như không hiệu quả. Cái bình kinh tế Việt Nam vẫn đang rạn nứt và việc vỡ là chuyện khó tránh khỏi. Vẫn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, vẫn giữ nguyên thể chế chính trị này, thì dù cho là có ai làm tổng bí thư thì kết quả vẫn không có gì khác cả. Chuột vẫn tràn lan và bình kinh tế thì vẫn vỡ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Tự cắn lưỡi, ông Tổng đánh bầy chuột cống, vỡ nát bình kinh tế Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.